Xin chào quý bạn và thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong chương trình trải nghiệm của Auto Eli. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị các bạn cùng gặp một chiếc xe, một mẫu xe sedan thì đúng hơn ạ. Một mẫu xe đã từng làm đình làm đám tại thị trường Việt Nam. Và không những chỉ thị trường Việt Nam không thôi đâu. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe này cũng luôn luôn đạt top doanh số bán chạy. Xin mời quý vị các bạn xem ngay sau đây. Vâng, em nói đây, Toyota Camry 2019, một mẫu xe đã được lột xác hoàn toàn. Thưa quý các bạn, ở phần đầu xe các bạn có thể thấy ngay những cái điểm đã làm cho Toyota Camry có một cái diện mạo mới, trẻ trung, bắt mắt và thể thao hơn. Phần nắp capo đã được vuốt, chéo và thấp xuống so với cả phiên bản tiền nhiệm. Xe được trang bị khe tản nhiệt phía trên hình chữ V, nối liền cụm đèn pha LED sắc sảo. Đèn pha của xe sử dụng công nghệ LED với giải đèn LED định vị ban ngày bắt mắt. Các bạn có thể cảm nhận ngay được phần lưới tản nhiệt phía dưới, đâu đó vẫn có bóng dáng của chiếc Camry thế hệ tiền nhiệm. Nhưng ở thế hệ mới này, phần cụm lưới tản nhiệt đã được mở rộng ngang sang hai bên, giúp cho phần đầu xe nhìn bề thế hơn. Chúng ta cũng không thể nào không nhắc tới cặp đèn sương mù phía dưới cũng được trang bị công nghệ LED. Qua những cái thông số mà quý vị các bạn vừa xem ở trên hình ảnh thì chắc hẳn các bạn cũng có thể thấy rằng là Toyota Camry thế hệ mới đã có sự nhỉnh hơn, điều chỉnh về chiều dài cũng như chiều rộng, hứa hẹn rằng sẽ cho chúng ta một cái khoang nội thất rộng rãi. Vâng, ngoài cái việc điều chỉnh về thông số thì Toyota Camry, các bạn có thể thấy không, một đường gân dập nổi kéo dài từ vòm bánh trước, nối liền với hai tay nắm mạ chrome và vuốt cho tới tận đèn hậu phía sau, khiến cho cái phần ngang hông xe này, các bạn nhìn không? Một mẫu xe sedan hạng D nhưng mà lại có cái độ trường của xe rất là nhiều. Bộ la răng mới 18 inch kết hợp với cả lốp Bridgestone hàng hiệu với cái thông số là 235-45. Tiếp tới mà Duy muốn nói đó chính là cụm gương chiếu hậu. Trước đây thì đối với Toyota Camry có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều những tính năng để trang bị lên một mẫu xe. Nhưng mà ngày nay 2019, đèn LED xi nhan báo rẽ, gương có cảnh báo điểm mù và khi chúng ta về số R, tức là số lùi, thì phần gương còn được điều chỉnh cụp xuống để chúng ta quan sát phía sau rõ ràng hơn. Thật sự là Toyota Camry 2019 là một mẫu xe lột xác. Phiên bản mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay là Toyota Camry 2.5Q, sở hữu cụm đèn hậu mỏng với tạo hình giải đèn LED bắt mắt hình chữ C. Trước khi đến với tổng thể phần đuôi thì có lẽ Duy sẽ nói một chút về cái phần mui xe của Toyota Camry thế hệ mới. Ở thế hệ trước đây thì cái phần mui này được vuốt ra khá nhiều và không có cái độ dốc. Thì thế hệ hiện tại đã có một cái phần mui được hạ thấp và vuốt nhiều ra phía sau, đặc biệt là cái phần kính cửa sau đây được làm khá dốc, giúp cho khi chúng ta nhìn phần ngang xe ấy, đâu đó nó có thêm được cả một chút cái tính thể thao ở trong thiết kế. Còn tổng thể phần đuôi xe thì thực sự là Duy thấy chưa được hấp dẫn và có cái độ trẻ hóa cao như là ở phần đầu. Phía dưới phần ba đợt sốc chúng ta có phần ốp nhựa màu đen nhám và bộ ống xả đôi. Đó. Cái điểm này đã khiến cho cái phần đuôi xe của Camry ấy, phần trên thì hiền nhưng phần dưới lại có thêm một chút cái sự tinh tế kèm theo cái sự thể thao. Vẫn là cái phần không gian rất là rộng, giống như trên thế hệ tiền nhiệm. Nói chung là để nói về cái không gian để đồ của chiếc Toyota Camry thì phải nói luôn luôn cho chúng ta được cái chất rất là riêng biệt, rất là rộng rãi, khác nhiều so với cả những cái mẫu xe đến từ Đức. Không gian nội thất bên trong nổi bật với một số trang bị như điều hòa tự động hai vùng tiêu chuẩn. Bản cao cấp nhất mà Duy đang trải nghiệm ngày hôm nay 2.5Q sở hữu 3 vùng độc lập. Hãng xe Nhật cũng cung cấp đến 3 màn hình bên trong khoang cabin, gồm màn hình hiển thị trên kính lái Head-up Display, màn hình 7 inch ở cụm đồng hồ và màn hình trung tâm dạng cảm ứng 8 inch kết hợp với hệ thống âm thanh 9 loa JBL, một trong những điểm cộng lớn so với thế hệ tiền nhiệm. Vâng,
Ngay khi ngồi vào cái khoang nội thất của chiếc Toyota Camry thế hệ mới này thì Duy phải nói rằng là nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, Toyota đã rất biết lắng nghe người tiêu dùng và thậm chí là họ còn cực kỳ thấu hiểu. Sau rất nhiều năm nghiên cứu thì ngày hôm nay khoang nội thất của Camry đã có một cái sự hiện đại cũng như là một cái phần trẻ trung mới. Không biết rằng là những cái thế hệ trước đây thì những vị khách hàng của Camry có cái tình cảm như thế nào với dòng xe này, nhưng mà cá nhân Duy thì thật sự là cái thế hệ hiện tại này đã tạo cho Duy một cái niềm hứng khởi khi mà bắt đầu ngồi vào vị trí của ghế lái. Các bạn có thể thấy này, ở trên cánh cửa ấy, cái phần nẹp ở đây nó là một cái điểm nhấn giúp chúng ta cảm nhận được cái phần tay nắm cửa này nó được thanh thoát và rất là nhẹ nhàng. Đây, có chút thể thao ở đây nữa. Rồi trên cái phần bản điều khiển ở cửa này chúng ta sẽ có 4 cửa kính đều là dạng một chạm. Khóa cửa kính, rồi là điều khiển chỉnh gương, chiếu hậu, rồi là nhớ hai vị trí. Các bạn có biết không, ở cả hai ghế là ghế phụ và ghế lái của Camry mới đều được chỉnh điện 8 hướng, kèm theo cái chất liệu da mà chúng ta có thể nói rằng là nó cao cấp hơn so với cả thế hệ tiền nhiệm khá khá đấy ạ. Ở trên bảng táp lô, đây da, đây là nhựa giả gỗ, nhưng với cái vân chúng ta sờ vào nó rất là cao cấp, chứ nó không phải là dòng nhựa ốp thông thường như trước đây. Phần trên đây thì chúng ta có nhựa mềm, nhưng đây các bạn thử xem. Vâng, chúng ta ấn vào cái độ đàn hồi của nó cho chúng ta cảm giác thích thú ở trên đầu ngón tay. Màn hình như Duy cũng đã nói phía trước là trang bị tới 3 màn hình. Vô lăng bọc da cầm vào rất thích tay. Và cái phần vô lăng này cho chúng ta cái trải nghiệm cầm nắm vào rất là tốt. Có một cái điểm mà Duy muốn nói và muốn nhấn mạnh ở trên chiếc Toyota Camry thế hệ mới chính là cái bảng cổng sồn. Cái khu vực mà nơi cần số, nơi chứa tới 3 chế độ lái của Toyota Camry 2.5Q. Hộp số thì vẫn là hộp số 6 cấp. Động cơ thì lát nữa Duy sẽ chia sẻ. Còn lại ở đây chúng ta cũng có một cái phần bọc nhựa giả gỗ, nhưng với cái vân sờ vào nó cao cấp, nó cho chúng ta cái cảm giác xịn sò đấy ạ. Hai vị trí để ly cốc, ở đây chúng ta cũng có khu vực để đồ, rồi là cổng USB, cổng sạc 12V, phanh tay điện tử Auto Hold. Cái cần số và khu vực này có cái thiết kế khá giống với cả cái mẫu xe sedan của Lexus. Đặc biệt là cần số này, Duy cảm tưởng như là được lấy nguyên từ trên cái mẫu sedan ES của Lexus vậy. Và khi chúng ta về số lùi thì cái rèm che nắng ở phía sau cửa hậu còn tự động hạ rèm xuống để cho chúng ta quan sát. Sau đó chúng ta về P thì chiếc rèm lại được đẩy lên. Rồi là ngay đến những cái nút như là mở cốp và mở nắp bình xăng cũng đã được thiết kế lại với cái phần nút bấm ở đây, trông thuận tiện hơn, sang trọng hơn. Tiếp theo mà Duy muốn nói tới là cái sự tinh tế ở trong ngay cả những cái vị trí để đồ. Bệ tì tay này rất là mềm, da rất là phê. Chúng ta cũng sẽ có cái khoang để đồ rộng rãi ở đây. Ngoài ra thì ở trên đây cũng có một cái vị trí cốp để đồ. Thường thì cái vị trí này rất ít khi người review đánh giá chia sẻ, nhưng mà ngày hôm nay ở trên Toyota Camry thì Duy sẽ nói đây, các bạn có thấy này. Đó, các bạn thấy không? Chỉ là những cái cơ cấu nhỏ như thế này thôi, nhưng mà có thể thể hiện rằng là Toyota đã tính toán tỉ mỉ tới từng chi tiết để luôn luôn tạo cho những cái vị khách của mình có được sự hài lòng. Nói không phải khen đâu, nhưng mà cái cảm giác ngồi vào cái vị trí hàng ghế thứ hai của Camry mới này không khác nhiều lắm so với cả ngồi những cái mẫu xe của Lexus. Đúng rồi, chúng ta luôn luôn có những cái trải nghiệm rất là tốt về mặt không gian trên những cái mẫu xe của Nhật, đặc biệt là của Toyota. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần điều khiển trông rất là hấp dẫn ở đây. Đó, chúng ta ấn vào là toàn bộ những cái phần đèn nền chìm được nổi lên. Chúng ta có thể điều chỉnh cái độ ngả lưng ghế ở đây. Đó, các bạn có thể thấy không ạ? Đó, điều chỉnh độc lập hai bên đấy các bạn. Rồi là điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở đây, tốc độ gió và cả cái phần rèm che nắng ở phía sau này nữa. Kèm theo là có thể điều chỉnh luôn cả cái hệ thống media trên xe, tăng giảm âm lượng rồi chuyển bài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái khả năng vận hành chiếc xe này đi. Cái điểm đầu tiên mà Duy muốn chia sẻ với quý các bạn đó chính là số R, số lùi.
Đó, các bạn có thể thấy camera lùi, rồi cảm biến, rồi là chúng ta có phần gương chiếu hậu được cụp xuống, rồi cả hệ thống radar quét ở phía sau. Trong cái trường hợp mà chúng ta lùi từ những cái điểm đỗ xe khuất hai bên, chúng ta lùi ra thì sẽ có một cái hệ thống cảnh báo va chạm cắt ngang rất hay. Nói là Camry mới đã full option đúng không ạ? Rất nhiều những cái trang bị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vận hành trải nghiệm cái khả năng vận hành. Thực ra thì Toyota Camry thế hệ mới thì vẫn được trang bị cái khối động cơ như phiên bản tiền nhiệm số 8 cấp. Nhưng mà cái mà Duy muốn đáng nhắc đến ở đây này là chính cái cảm giác mà ngay khi đầu tiên mà chúng ta sờ tay vào vô lăng, chúng ta đạp ga đi, chúng ta có một cái cảm giác rằng wow, chả nhẽ một cái mẫu xe Camry bây giờ lại có một cái sự thay đổi nó đột ngột đến như vậy. Cái cảm giác thân xe nó ổn định này, chắc chắn này, vô lăng được làm thật hơn, từng cái cú ôm cua, cú đánh lái của chúng ta đều cảm nhận được rất là rõ rệt để đạt được cái sự ổn định nhiều hơn, tốt hơn. Ở cái phần khung gầm thì chúng ta sẽ phải nhắc đến cái hệ thống khung gầm thân vỏ mới của Toyota áp dụng lên chiếc Camry 2019 với cái tên là TNGA, giúp cho chúng ta có được cái sự linh hoạt này, sự ổn định này, và một cái tầm quan sát, cái cảm giác ngồi lái rất là thoáng đãng. Phần cửa sổ này chúng ta có trụ A rất là mỏng và được kéo vát, kéo dài, kéo sát tận cái góc chữ A đằng kia. Ở đây các bạn có thể thấy này, tầm gương ở đây này, chúng ta đã không còn cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ở đây để giảm cái điểm mù nữa, mà bây giờ chúng ta điểm mù mặc định ở đây là được mở ra rất là rộng rồi. Rồi cái tầm quan sát kính lái phía trước cũng được làm mở rộng ra nhiều hơn. Cái phần bảng táp lô này cũng được hạ thấp. Tất cả những cái chi tiết cải tiến đó đã cộng hưởng lại cho chúng ta một cái vị trí ngồi lái của Toyota Camry phải nói là an tâm và thoáng đãng. Ngay khi có phương tiện từ phía sau đi lên thì cảnh báo điểm mù ở trên gương đã cảnh báo cho Duy biết. Toyota Camry mới này thì cũng được trang bị tới 3 cái chế độ lái là Eco, Normal và Sport. Với cái động cơ 2.5 của Camry này thì giữa những cái chế độ Duy cảm nhận nó chưa thực sự có được cái khả năng gia tốc khác biệt. Khi mà chúng ta đang chạy từ Eco này, chúng ta chuyển lên Sport đó. Khi mà chúng ta đạp ga, vòng tua máy đã bắt đầu đẩy lên cao hơn, cái khả năng gia tốc có tốt hơn, nhưng mà chưa cho chúng ta sự phấn khích. Còn đôi khi mà chúng ta vận hành êm ái trong phố như này với cái chế độ Eco thì xung quanh chúng ta là một mớ các công nghệ luôn, từ màn hình head up display này, chỉ bản đồ chỉ đường ở trên màn hình head up display cũng hiển thị, rồi ở chính giữa cũng là màn hình 8 inch cũng hiển thị, rồi ở phía sau vô lăng cũng có một màn hình 7 inch hiển thị các cái thông số chúng ta có thể cài đặt, từ các hệ thống an toàn này cho đến phần rèm phía sau này, rồi là nói chung là rất nhiều những cái công nghệ, những cái trang bị chúng ta có thể điều chỉnh được ở phía sau đây. Một cái màn hình cho chúng ta cái trải nghiệm rất là tốt. Thật sự là cái cảm giác ngồi lái ở cái vị trí ghế lái này, cái vị trí ghế lái đã được hạ thấp hơn và chuyển cái trọng tâm ở cái vùng thắt lưng chúng ta được đẩy sâu ra phía sau một chút. Cái ghế thì có cái thiết kế thể thao. Đó. Chúng ta ngồi nó có, thứ nhất là nó sẽ giảm thiểu được cái sự mỏi lưng khi chúng ta đi ở trên những cái quãng đường dài so với cả cái thế hệ tiền nhiệm. Và cái cảm giác ngồi ấy, nó cũng thể thao, nó gắn kết với mặt đường hơn bởi vì cái trọng tâm ngồi thấp mà. Có một cái điểm nữa Duy muốn chia sẻ tới quý vị các bạn, đó chính là cái hệ thống treo. Hệ thống treo của Camry mới này như được lột xác vậy. Nó cho chúng ta cái cảm giác êm ái này, mượt này. Và nó đã gần như là triệt tiêu đi cái việc mềm và có cái sự đôi chút bồng bềnh ở cái thế hệ tiền nhiệm trước đây. Bây giờ Camry mới chắc. Và quý vị các bạn có thể tham khảo ngay mức giá hai phiên bản là 2.0G
và 2.5Q mà Duy sẽ để dưới phần description này. Đó. Các bạn đánh giá sao về mẫu xe Toyota Camry thế hệ mới? Bạn vui lòng comment ngay phía dưới video này nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để chúng ta cùng nhau thảo luận, chia sẻ nhiều hơn.